chào mừng các bạn đã trở lại với channel USA Thiên Đường Trên Đất. Hôm nay lễ tờ đê, gấu ở nhà cho nên gấu kêu mình chở đi chợ. Gấu nói gấu thèm bánh kem cho nên ghé cái chợ này mua bánh kem cho gấu. Gấu nhà mình ăn tạp lắm, đòi ăn đủ thứ đó. Bây giờ mình đang trên đường ra chợ Smart trước, xong rồi mới đi ghé chợ Colton sau. Một cô gái thấy bông đẹp quá tranh thủ chạy xuống hái. Bây giờ bên Mỹ hết mùa đông rồi, đang qua mùa xuân rồi, cho nên bông cỏ hai bên đường nó nở rất là đẹp. Các bạn biết không, ở bên Mỹ này á, mày nghĩ đi chợ hai ba chợ là chuyện bình thường luôn các bạn. Chợ này không có cái này, chợ kia không có cái kia, phải chạy qua chạy lại hết giờ luôn các bạn. Bên Mỹ đi chợ một ngày để dành ăn cho một tuần luôn các bạn. Walmart là một cái siêu thị của người Mỹ gốc Hàn Quốc, ở đây nó chuyên cung cấp các thực phẩm của châu Á đó các bạn. Ở đây có một cái tiệm Tuleur Bakery đó các bạn, bán bánh kem rất là ngon các bạn. Bữa nào các bạn đi ngang các bạn nên thử một lần. Tuleur có nghĩa là everyday các bạn, mà ăn everyday là bị tiểu đường chắc luôn đó các bạn. Một số nhân sự trong nhà thờ đi phát trứng cho mọi người các bạn, mừng Chúa phục sinh. Đây là cái trứng gà luộc hồi nãy mấy anh đó phát cho. Giờ mua xong bánh kem rồi, giờ mình chạy qua chợ Carrington các bạn. Giờ là mình tới chợ Carrington rồi đó các bạn. Ở đây có chiếc xích lô để dành chở du khách đi tham quan vòng vòng chợ Carrington đó các bạn. Nói giỡn các bạn chơi thôi chứ bên Mỹ đâu có ai đi xe xích lô các bạn, toàn đi xe hơi không các bạn ơi. Đây là mì của Hàn Quốc, hot and spicy, ăn ngon lắm các bạn. Hàn Quốc nữa các bạn, 5.99 nữa các bạn, thử một lần nhớ mãi. Các bạn thấy bên Mỹ mặc đồ vest đi chợ. Các bạn thấy bia ở bên đây người ta bán, người ta ướp lạnh sẵn để trong tủ đó các bạn. Mua về là chỉ có uống thôi, không cần phải bỏ vô thùng đá nữa. Khu vực này là bán hải sản đông lạnh nè các bạn. Food, bán đồ tươi sống. Các
ký thì nếu mà tính ra tiền viện có là khoảng 120.000 nửa ký tôm. Cái ác này mua về tiệm chú bác ăn là yên luôn các bạn. Khu này thì bán thịt bò thịt heo. Khu này thì bán rau củ quả. Tất cả các loại rau thơm của Việt Nam đều có hết. Con này củ cải trắng Hàn Quốc các bạn, bự bằng trái bí luôn. Ở Việt Nam thì không chỉ có người Việt Nam đi mua mà còn có người nước ngoài nữa các bạn. Nước Mỹ là hợp chủng quốc Hoa Kỳ, thành ra có nhiều sắc dân sinh sống lắm các bạn. Một bọng này mua về bỏ vô làm nước ăn là ghiền luôn các bạn. Đây là kim chi Hàn Quốc nè các bạn. Bên đây chủ tiệm nail trẻ vậy không biết nữa. Mua món này bự không các bạn? Bự bằng gần bằng trái bí luôn á các bạn. Đây là măng nè các bạn. Ở bên Mỹ các bạn biết không, do đặc thù công việc ấy, cho nên chủ tiệm nail thường ăn mặc rất là sang chảnh luôn các bạn. Nhìn là biết liền. Rau câu đóng gói. Mua xong rồi giờ ra tính tiền các bạn. Ở bên Mỹ một ngày mình đi chợ là cho ăn cho cả tuần luôn á các bạn. Đây là cái nghề cashier assistant ở Mỹ nè các bạn. Phụ cashier bỏ đồ vô cho khách thôi. Người đi chợ xong rồi các bạn, bây giờ ghé Walmart cho gấu mua trái dưa nữa là xong. Dưa chợ Walmart 5.98 một trái. Chúc các bạn yesterday tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa nha các bạn. Rồi xong, ra tính tiền về các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like, share, subscribe để ủng hộ kênh của mình nha các bạn.
Các bạn đừng quên nhấn chuông để nhận được những video mới nhất nha các bạn. Hết phim là lâu nó cũng dám nó phát cái bánh kem luôn rồi.